Vâng, xin chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì như các bạn đều biết là những cái dòng sản phẩm xe tải 1 tấn, xe tải nhẹ 1 tấn của tập đoàn Đề Hàn là những cái dòng sản phẩm xe tải TL100 hiện tại đang có cái vị thế ở trên thị trường Việt Nam rất là lớn. Nó chỉ thua kém so với người đàn anh Suzuki thôi. À, so với doanh số năm 2021 thì chiếc xe tải TL100 này đã bán ra khoảng hơn 2.000 xe, thì đứng thứ hai sau Suzuki Carry Pro đó ở trên những cái danh sách của thị trường. Thì cái dòng xe tải Suzuki Pro thì anh em cũng biết rồi, ra mắt cũng đã rất lâu và nó có một cái thương hiệu cực kỳ lớn đó. Còn chiếc xe tải TL100 này chỉ ra mắt đến thời điểm hiện tại là được 5 năm, cụ thể là khoảng gần 6 năm đó, gần 6 năm ở trên thị trường, nhưng mà đã có rất nhiều anh em là tin dùng và mua chiếc xe này. Thời điểm 2017 khi mà tôi bán chiếc xe này ra thì đến thời điểm bây giờ vẫn rất là ít khách hàng là quay trở lại phàn nàn về chất lượng của xe, bởi vì chiếc xe này có một cái chất lượng rất là cân đối với lại cái giá tiền của nó đó. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ báo giá cho anh em là cụ thể từng phiên bản một của chiếc xe tải TL100 để anh em có thể có một số kiến thức để đầu tư. Quay vào vấn đề chính của video luôn, là ở đây chứ là tôi có hai phiên bản xe là TL100 phiên bản màu xanh và màu trắng của thùng kín đó. Tại bãi showroom thì có rất nhiều phiên bản khác đó. Thì hiện tại giá thành của chiếc xe tải TL100 phiên bản thùng kín inox như này, tay đô như này, là phiên bản thùng kín cao cấp, thì đang có giá là 239 triệu. Đó, đấy là giá xe chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm. Đó, hiện tại thì xe tải TL100 nó có 3 màu cơ bản. Một là màu sành dương, hai là màu sành rêu và thứ ba là màu trắng. Đó, đấy là 3 màu cơ bản. Nếu mà anh em muốn mà thứ nhất là có thể là muốn một cái màu khác để hợp với mệnh của mình, để có thể là hợp với màu của công ty, thì có thể là thêm tiền để chúng tôi là gì sơn màu lại và đi đăng ký màu lại cho anh em. Đó, lúc đấy giá tiền nó sẽ chênh lên một chút. Đó, còn giá xe cơ bản có thùng và chưa bao gồm chi phí đăng ký là 239 triệu nha anh em. Đó là phiên bản thùng kín inox cao cấp. Còn với phiên bản xe tải thùng bạt thì nó sẽ có hai loại. Một là thùng bạt của nhà máy và thứ hai là thùng bạt nhập khẩu của Entedo. Đó, phiên bản thùng bạt của nhà máy thì đang có giá là 236 triệu 500 nghìn. Còn phiên bản thùng bạt cao cấp hơn, đó chính là phiên bản thùng mũi bạt nhập khẩu Tây Đô, thì đang có giá là 244 triệu. Đấy là giá chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm. Đó, thì với chiếc xe tải TL100 này là chiếc xe tải dưới 1 tấn thì chi phí đăng ký của nó sẽ rơi khoảng tầm 12 triệu nha anh em. Đó, 12 triệu cho đăng ký đăng kiểm và đăng ký đăng kiểm logo ép biển là nó rơi khoảng 12 triệu. Thì tổng lăn bánh của chiếc xe này nó rơi khoảng 251 triệu. Đó, 251 triệu là lăn bánh của chiếc xe tải TL100 thùng kín rồi. Còn phiên bản thùng mũi bạt cao cấp thì nó đắt hơn một chút. Đó, với cái giá thành 250 triệu, với cái giá thành khoảng 250 triệu thì đây là chiếc xe mà đáng đầu tư nhất trong năm 2021 và 2022. Đó, rất nhiều anh em đã tin dùng chiếc xe này. Hiện tại ở bên Tây Đô thì đang có hai chương trình khuyến mại cực kỳ lớn dành cho anh em khách hàng. Thì đầu tiên, nếu mà anh em khách hàng nào mua chiếc xe tải TL100 thì sẽ được tặng một khuyến mại, đó là 100% lệ phí trước bạ. Đó, 100% lệ phí trước bạ, tức là 4 triệu hơn của chiếc xe tải TL100 này. Đó, anh em đã được khuyến mại hơn 4 triệu rồi. Còn một cái chương trình khuyến mại lớn thứ hai nữa là mua xe lên tay có ngay SH, chỉ có riêng tại Tây Đô mới có. Đó, khi mà anh em mua xe bất kỳ cái sản phẩm nào của Tây Đô thì đều có cơ hội để sở hữu chiếc xe SH125i. Đó, và vô vàn những cái sản phẩm khác, vô vàn những cái giải thưởng khác như tivi, tủ lạnh và lò vi sóng. Đó, những cái giải thưởng ít nhất nó cũng đã hơn 1 triệu rồi. Đó, các bạn thấy thế nào? Những cái khuyến mại cũng như là những cái giải thưởng cực kỳ lớn để khi mà anh em khách hàng nào mua xe tại Tây Đô. Đó, thêm nữa thì xe Auto Tây Đô của chúng tôi luôn là có những cái chế độ bảo hành, bảo dưỡng cho anh em sử dụng. Ở Tây Đô thì đã có sẵn sàng dịch vụ và kèm thêm những cái chương trình mà có thể là bảo dưỡng lưu động cho khách. Đó, khi mà khách hàng bị hỏng xe trên đường thì những nhân viên sửa chữa của Tây Đô đều có thể đến và khắc phục những cái lỗi đấy. Và đó là tổng kết video ngày hôm nay của tôi. Đó, nếu các bạn thích video thì hãy để lại cho tôi một like cũng như là đăng ký kênh để chúng tôi động lực để dành những video tiếp theo. Đó, đừng quên, và hotline tôi để bên dưới các màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.